Các bạn thấy đẹp trai không thì hãy bình luận Salim biết nhé. Đây là một cái trang phục của người Ả Rập các bạn ạ. Nó là trang phục rất là đặc biệt và rất là đẹp. Nhưng mà không phải là nước Ả Rập nào cũng có trang phục này. Cái trang phục này dành riêng cho những người sống ở Syria. Vâng, đó là cái trang phục của người Syria các bạn ạ. Và nhất là những người sống ở Damascus, là thủ đô của Syria. Xin chào các bạn thân mến. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai mà có vợ người Syria là người rất may mắn. Phụ nữ của Syria có đẹp không? Hoàn toàn rất đẹp. Uống nước Syria, bạn sẽ có một ngày là bạn sẽ quay trở lại về Syria. Like, share và subscribe. Và trang phục này thì sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 lớp áo ấy. Vâng, cái lớp ở trên ấy là ngoài là cái áo dài như này, rộng rãi. Đấy. Thì không biết các bạn ngày xưa có xem những cái người ở trên con ngựa mà cái áo này đằng sau nó bay bay ấy, nó rất là đẹp, nó nhìn kiểu rất là khỏe mạnh, rất là manly ấy. Còn cái lớp bên trong ấy thì có đấy, có rất nhiều cái họa tiết, các bạn có thể thấy rõ. Và có một cái lớp ở bên trong hơn nữa, đấy, cái áo này ấy. Và có một cái thắt lưng các bạn ạ. Các bạn có thấy cái thắt lưng không? Đấy, có một cái thắt lưng bằng cái vải ấy. Đấy, và có một cái quần dài và nó rất là rộng. Các bạn thấy không? Đấy, rất là rộng các bạn ạ. Rộng chưa? Đấy. Tại sao nó rộng các bạn biết không? Đây là dành cho đàn ông mà. Tại sao nó rộng như thế? Các bạn biết không? Cái này là bí mật đấy. Sẽ có một số bạn đoán được tại sao. Cho nó thoải mái chứ, đúng không? Và có một cái mũ ở trên. Các bạn chắc là cũng quen thuộc với cái mũ này. Nhìn giống Aladdin đúng không? À, có một thứ nữa mà Salim muốn giới thiệu với các bạn. Đó là một cái nhạc cụ rất là phổ biến. Không phải tại Syria mà là nói chung là ở cái văn hóa sa mạc của người Ả Rập xưa ấy. Người ta là kiểu cái văn hóa du mục ấy, người ta di chuyển từ nơi này ra nơi kia mà người ta dựng lều ấy, ở ấy. Đấy, thì người ta buổi đêm thì người ta có rất nhiều cái thời gian rảnh sẽ có cái dựng cái đốt lửa này, xong là có cà phê các thứ ấy. Đấy, xong là người ta bắt đầu kiểu chơi cái nhạc cụ này ấy và hát ho cho nhau ấy. Mỗi quốc gia nó sẽ có những nền nhạc cụ riêng của họ đúng không ạ? Đấy, và cuối cùng thì các bạn thấy đẹp trai chưa? Thì hãy bình luận cho Salim viết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.